Thầy cho cháu hỏi, bác cháu bị viêm đa khớp dạng thấp mãn tính chứ không phải mãn tính nhé, uống thuốc khớp thảo dược thì khớp nó không đau nữa, nhưng mặt bác lại bị tích nước à, và gần đây bị lại, chắc là bị. Thế thì đầu tiên là phải chia sẻ với bạn là nếu bị dấu hiệu gọi là viêm đa khớp dạng thấp mà mãn tính thì chữa rất mất thời gian, đông y nó gọi là chứng thống hoặc là thống phong đấy, tắc nghẽn, nó gây tình trạng viêm đau ở đấy. Thế còn điều trị mà điều trị bằng đông y mà khỏi rồi mà bây giờ tích nước đấy là uống thuốc mất dạy. Những cái thuốc của đông y đấy điều trị thường thường là một là làm khu phong trừ thấp hành khí hoạt huyết thông kinh hoạt lạc, cái thứ hai là gì, để làm cho giải uất khí ra và làm cho tiêu thanh giáng trọc, cũng như là làm cho cái những cái mô cho khí huyết nó lưu thông ấy, thì nó làm gì ạ, làm cho nó cơ thể nó tự tăng cường sức đề kháng và nó tiêu mất những cái viêm nhiễm, những cái nóng sưng nóng đỏ đau ở những cái mô cơ xương khớp thì nó sẽ giảm, và giảm khỏi thì nó không bao giờ tích nước. Còn nó cho uống corticoid ấy, cái thuốc đông y mà nó cho, nó có cho thêm corticoid thì bản chất corticoid nó gây như này. Một đó là chuyển hóa protein, glucid, lipid, phosphor, canxi. Đấy. Hai nữa là gì? Nó kích thích lên dây thần kinh, nó giảm đau, kháng viêm giảm đau. Nhưng mà nó lại gì? Nó tăng tiết dịch axit và tăng tiết dịch pepsin, gây tình trạng là khi mà nhiều người uống cái thuốc đông y mà nó cho tí đề sa vào hoặc là những cái tí corticoid vào ấy thì em giáo ăn cảm thấy ăn không thấy đói, ăn thấy ngon. Đấy. Nhưng mà nó lại giữ lại muối và nước, cho nên thường là bì phu gian bào hoặc là bì mao của ta giữ lại nước, mặt cứ phù đấy, mặt tròn như cái đĩa ấy. Uống một thời gian dài nó kích thích cái tuyến, những cái tuyến nội tiết nó loạn xì ngậu lên, mình chạm trẻ em, người già không nói, nhưng mà trẻ em thì thường là gì? Lông tự nhiên mọc lên, lưng vai, phần phụ gái mọc lên, trẻ con rất là nguy hiểm. Đấy là điều trị sai, điều trị không đúng thuốc. Chứ còn nếu đúng ra thì nó mất thời gian lắm, nhất đông y nó chữa không nhanh được, và nó phải phục hồi cái nguyên khí của thận. Nó không nhanh được vì là gì? Nó phải điều trị bằng gốc, nó tìm gốc nguyên nhân và người ta chữa. Và uống ổn, uống đỡ, uống khỏi thì nó không có chuyện là giữ lại nước nhé. Cho nên là khi các anh chị không may mà bị nói chung là không may bị các bệnh xương khớp, đau lưng mỏi gối, tê tay hoặc là đau giờ rời bày bẻ gì mà cũng bùng phát ngày mai khỏi ngay, thằng đấy là thằng mắt dậy. 99.99999% là thằng mắt dậy. Đông y không bao giờ nhanh như thế. Đông y điều trị chuẩn thì nó đôi khi nó còn kích lên nữa cơ. Nó kích, nó làm cho tăng sức đề kháng, nó kích cái kháng viêm lên để nó đưa những cái gì theo đúng như thể thích bằng tây gì là gì, nó đưa khoa học vào, nó đưa cái bạch cầu vào. Bạch cầu là gì, có cái bạch cầu gì, bạch cầu cũng năm loại mà, một là bạch cầu mô lô, hai là bạch cầu đa nhân trung tính, ba là bạch cầu lympho, bốn là ái kiềm và ái axit. Thế thì hai cái thằng đầu tiên là gì, molo và đa nhân tính, nó lao thẳng vào ngay, nó ôm tất cả những cái vi khuẩn hoặc là những cái gì nó tác nhân gây, nó ôm thẳng vào luôn. Xong bắt đầu nó khi nó trình diện lên bề mặt cái thằng lympho, bạch cầu lympho nó vào, lympho tới bốn nó vào bùng phát, nó cắn xé, nó cắn xé, nó cắt lát ra, nó nghiền lát và nó đưa ra thì nó kháng viêm rất chậm. Nhưng cái tình trạng mà gây viêm lên ấy, để làm gì ấy? Khi có viêm thì bạch cầu nó mới đưa vào. Cứ viêm nhẹ nhẹ rằng thì bạch cầu, lượng bạch cầu ít, nhưng bây giờ nó viêm sung lên một tí, tăng lên một tí rau để nó phải đưa bạch cầu vào nhiều hơn thì nó mới kháng viêm được. Điều trị xương khớp là một vấn đề, đặc biệt là những viêm khớp dạng thấp là một cả một vấn đề. Đấy, vấn đề rất lan dài và nó cần phải có thời gian nhé. Cho nên khi chữa cái chứng bệnh này thì anh chị rất hết sức để ý là gì, phải đến hoặc ít nhất là phải tìm thấy thầy thuốc thật sự là gì nhỉ? Người ta có bằng cấp là một, hai nữa là phải có phòng khám cẩn thận, và người ta phải làm hết sức cẩn thận, người ta phải có chuyên môn sâu thì mới làm được. Trên cứ khơi rời rời bẻ bẻ ra là vỡ mồm luôn ấy. Rồi chữa vào không, chữa dài không được, mà chữa vào
là nhiều lắm nhé. Cho nên anh chị hết sức cẩn thận cái điều này. Xin chào.